Chuyển sang phần tin quốc tế, Mỹ đang điều chỉnh các kế hoạch quân sự dành cho mọi kịch bản trong cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine và sẵn sàng triển khai 8.500 binh sĩ tới châu Âu ngay khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO kích hoạt một lực lượng phản ứng nhanh. Đây là động thái mới nhất của Mỹ liên quan tới căng thẳng quân sự tại khu vực Đông Âu sau một loạt những động thái gần đây của các bên liên quan. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết việc sẵn sàng triển khai 8.500 binh sĩ này riêng rẽ hoàn toàn với các hoạt động chuyển quân của Mỹ trong phạm vi châu Âu. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc triển khai số binh sĩ này vẫn chưa được đưa ra. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, hiện Mỹ đang điều chỉnh các kế hoạch quân sự dành cho mọi kịch bản trong cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine. Ngoài Mỹ, nhiều nước châu Âu khác cũng đã cam kết điều quân và thiết bị quân sự cần thiết tới khu vực Baltic để chuẩn bị cho một số kịch bản quân sự có thể xảy ra. Mỹ và các nước châu Âu cáo buộc Nga có ý định quân sự với Ukraine khi điều động hơn 100.000 binh lính tới khu vực biên giới chung. Trong cuộc họp trực tuyến hôm qua, lãnh đạo nhiều nước trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu EU cũng đã lên tiếng cứng rắn với Nga và khẳng định sự đoàn kết trong vấn đề Ukraine. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cáo buộc Mỹ và NATO đang làm gia tăng căng thẳng khi tìm cách củng cố hệ thống phòng thủ của khối quân sự này ở phía đông châu Âu. Ông Peskov nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước. Nga cũng đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của phương Tây, đồng thời khẳng định không có ý định quân sự với Ukraine. Thưa quý vị, trong sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai quy định số 50 QĐTU của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính là Ban Tổ chức Trung ương đến 63 điểm cầu Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị đã quán triệt quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Theo đó, quy định số 50 quy định về nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền, trách nhiệm, phương pháp, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, quy trình, quản lý và công khai trong công tác quy hoạch cán bộ, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Công tác quy hoạch được thực hiện theo phương châm quy hoạch động và mở. Hàng năm đánh giá rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển. Quy định cũng nhấn mạnh coi trọng chất lượng quy hoạch 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn và lĩnh vực. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc Bộ Chính trị ban hành quy định số 50 cùng hướng dẫn thực hiện của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là bước tiến về công tác quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng so với các nhiệm kỳ trước, tạo thuận lợi cho các địa phương thực hiện bài bản quy hoạch cán bộ trong cả nhiệm kỳ.